Ok và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình là Thầy EZ đây. Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Dragon City nhé. Và nếu anh em nào thích video này hãy like cho mình một like cũng như là comment xuống dưới video. Nó sẽ là cái động lực rất lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa trong tương lai nhé. Và nếu video được 1000 like thì ngày mai chúng ta sẽ có tập mới nhất của Dragon City nha. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Mình sẽ có con gì đây? Hình như con rồng mới là bán đấy anh em ạ. Con rồng khá đẹp. Đấy, con Elder này. Con rồng này như kiểu là gì nhỉ? Thor cái gì nhỉ? Odin hoặc là Thor gì đấy, nhìn khá đẹp. Giá là 198.000. Nó là legendary anh em ạ. Nó bán trong cái sự kiện này thôi, cũng không có cái gì quá. À, mình lấy được một cái Oleton rồi anh em. Tôi lấy được một cái, ôi hiện tại mình đang có 64 triệu phút anh em ạ. Vãi đạn, nhiều phút vãi. Cây quốc dã man con ngàn ấy mới được lên 64 triệu phút đấy anh em. Rồi, ok, chúng ta sẽ làm mấy cái nhiệm vụ trong này đi á. Nhiệm vụ trong này tiếp theo là Win Quest và Win League Battle cũng như là Hatching CN Line. Đầu tiên là Hatching trước. Hatching vẫn chưa xong. Nhiệm vụ trong này cũng xong rồi nè. Đấy. Rồi cứ bắt đấy đã. Hoặc tính sau. Chúng ta sẽ claim cái này. Win Quest và Win League Battle trước nha anh em. Nhìn chung thì mình đã có rất là nhiều nhiệm vụ. Win Quest này, tôi có cái quest Griscoy Quest ở bên này. Win Quest và Win League Battle, nói chung là nhiệm vụ nhiều vãi cả trưởng luôn ý. Con này á, con này đánh sao được, con này không thể cân được bọn kia đâu. Chúng ta sẽ sử dụng con bóng tối đấy, như này thì nó sẽ mạnh hơn rất là nhiều. Bên này sẽ sử dụng đó chính là Black Hole, hố đen vũ trụ như thế này. Rồi, con này sẽ là 19.000. Đây, chúng ta có chiến binh, tấn công phát. Ok, và chúng ta đã xong Griscoy Quest, đã xong League Battle. Và chúng ta sẽ có League Battle như tôi đánh được 2 trận. Nhưng mà nó yêu cầu đánh có 1 trận thôi. Thì đánh 1 trận đã xong rồi sẽ chuyển sang 2 trận sau. Nói chung là đơn giản thôi anh em. Mấy cái nhiệm vụ này khá dễ. Còn Titan hệ lá. Titan hệ lá, chúng ta sẽ sử dụng chiêu hệ pua đi. Con này sao ta? Con này là hệ chiến binh, mình sẽ sử dụng một chiêu hệ nước. Khắc chế nó luôn. 166.000 máu. Rồi, chúng ta xong cái nhiệm vụ ở đây thì mình sẽ vào để nhận một cái coin ở bên này. Đây là cái coin mà ta có thể nhận được đấy. Chúng ta sẽ collect gold 300.000 và win battle arena. Collect gold. Collect gold khá nhanh thôi. Ở dưới này là win battle arena, ta sẽ từ từ cho thú ăn khoảng 100.000 phút. 100.000 thì lấy con cao nhất đấy. 132.000 luôn anh em ạ. Nhiệm vụ khá nhanh. Win Quest nữa à? Win Quest, trời ơi, Win Quest lâu lắm. Ok, Battle Arena thì hoàn toàn đánh được. Tôi có thể đánh luôn bây giờ được này. Nhiệm vụ thì nhiều lắm. Master Terra. Chúng ta đang ở 11.000 rồi anh em ơi. Chúc mừng ta đã lên được 11.000 điểm. Và team của mình có sự xuất hiện của Heroic 4 sao luôn. Đấy, khá là trâu bò ở đây rồi. Con này sẽ là sao đây? Con này là Heroic à? Máu khá nhiều nhưng mà mình có chiêu vô cực có khắc chế được cái hệ Primer của nó. Con này là hệ tân tinh hay hệ gì đó đây. À, hệ ngoài không gian anh em ạ. Rồi, chúng ta sẽ có là 18-20. Mình nghĩ là mình đã xong cái nhiệm vụ ở đây rồi. Ôi chưa, ấn nhầm. Claim này. Chúng ta sẽ collect khoảng tầm 10.000 phút thôi. Khá dễ nhờ. Ồ, chưa đủ luôn ạ. Đấy, cái này thì được luôn này. Cái này 150.000 phút ạ. Đặt phết. Win League Battle 2 trận. Tôi có thể làm được nhiệm vụ này rất nhanh. Mình có tận đến 4 trận trong phần League Battle này cơ. Nên có thể là thoải mái hơn rất là nhiều. Không có chiêu khắc hệ nhỉ. Có đây rồi, có chiêu khắc hệ đây. Đánh nhanh thắng nhanh nào. Con hệ gió thì không khắc chế được anh em ạ. Mình đã phải mang theo một con hệ gió trong này, một con Titan gió ấy, để khắc chế cái bọn này. Có hệ khác luôn, con Mewtwo của mình có chiêu khác luôn. Chạy đi đâu, đỡ làm sao. Rồi, chúng ta có 6 game nữa. Ok. Nếu yêu cầu là 2 trận cơ mà. Đây mình được có 1 trận, chưa xong đâu. Nhiệm vụ còn cả một đống nữa. Thoải mái mà làm nha.
rất nhiều nhiệm vụ khác để mà làm theo. Cho chúng mình chiêu hệ nước đi, khắc chế mà. Con này là hệ pua, hệ pua này có chiêu gì nữa không? Con này sẽ là 72.000 à. Đây chiêu này luôn, chạy đâu cho thoát hả cưng, chạy đâu cho thoát. Rồi cho xong như này để lấy thêm cái coin, chúng ta sẽ lấy thêm cái list butter này. Bên này cũng sẽ là butter arena. Butter arena thì hoàn toàn làm được thôi, tiếp sẽ làm sau đi. Mình sẽ đi lấy cái con Jack O'Lantern này phát nhỉ, nhìn khá đẹp. Lấy cái chest trước anh em ơi. Thì cái chest trước nó cần rất nhiều cái lá cây. Chỗ dưới này đang khá là rối nhỉ, cũng không ăn được cái gì cả ấy. Không xuống được mà ăn, mình muốn phá này ra này. Vấn đề là không phá nổi. Khá là gọi là lằng ngoằng dây điện thật. Dưới này cũng không ăn được cơ. Vấn đề là dưới này cũng không ăn nổi. Phải phá là kiểu gì đó. Đây có 4 này. Phải cho nó rơi xuống. Vấn đề là không rơi nổi. Không rơi nổi thì làm sao. Thôi ăn cái này đi anh em, cho nhanh. Đấy, thì nó sẽ mở cho chúng ta rất là nhiều thứ. Đúng không? Chứ cứ để trên kia nó rối quá cũng không làm gì được. Đây vẫn rối này, vẫn rất là rối này, vẫn không tìm được cái đường gì đó. Rồi chúng ta sẽ chuyển sang một cái level mới, cái puzzle mới. Cho lấy cái lucky trước nha anh em, cho lấy cái lucky về này trước này. Lấy cái gì trước đây? Đây, lấy cái này trước đi, lấy cái điểm này trước đi á. Chúng ta cần khoảng 3 cái lá. Đây là có 4 điểm nha anh em, 4 cái quả dứa. Lá đâu? Lá cây đây, tôi cần 4 lá cây cơ. Như này vẫn là ít quá. Có thêm lá cây anh em, đây rồi. Combo rồi. Combo trên này không có lá cây nhỉ. Trên này thì không có lá cây. Vẫn chưa xong được. Đùa, tôi còn thiếu một cái lá cây nữa này. Rồi, chúng ta lấy được một cái Legendary Chest. Nhưng mà toàn là food thôi anh em ạ. Thường không có cái thứ mà mình cần ấy. Khá là bực mình nhờ. Ăn cái này thì không được. Đang hơi dối ở đây. Không biết tôi sẽ làm nào. Rồi. Rồi, chúng ta sẽ... Đây rồi. Phá ra, không phá sẽ bị mất cái dưới luôn này. Không được anh em ạ, không chấp nhận được cái đấy. Ok, ta sẽ lấy cái snack box. Cái này chỉ còn có 3 ngày nha anh em, nên tập trung để chơi để lấy mấy con rồng trong này này. Ok. Lấy cái gì nữa nhở? Tôi đang suy nghĩ xem lấy cái gì nữa. Thiếu 3 cái... Đây, vừa đủ anh em ạ. Thiếu 3 cái... Đây là cái quả dứa. Rồi, chúng ta sẽ mở ra sẽ được 76.000 nữa. Đây sẽ là 5 game này. Thôi rồi, tạm thời để dừng lại đã. Chúng ta sẽ chơi sự kiện này để lấy cái Jack O'Lantern đấy anh em. 70% cơ hội lấy được cái kia. Khó phết. Nó sẽ khó nhằn. Rồi, 84.000. Xếp quảng cáo hình như cũng sẽ được cái Jack O'Lantern này thì phải. Hôm qua mình xem quảng cáo được có một lần. Xuống đây này để lấy cái hòm. Thôi 1.300, nó thiếu mới có đủ kịp để lấy cái hòm hay không. Một Jack O'Lantern. Thiếu 11 cái nữa thì mới đủ được rồng anh em. Còn xa vời lắm. Con rồng mới giá tầm khoảng hơn 300.000. Khá ngon. Ô, cái này không phải đánh anh em ạ. Chúng ta lấy được một con rồng mới. Nhưng hết coin rồi. Hết sạch coin rồi, không làm gì được. Đi thẳng thôi, chúng ta chỉ đi thẳng. Không đi được, tại vì đấy là đường ấy anh em ạ. Đường nó bịt rồi. Lừa tôi à, không được đâu. Đường ấy bịt rồi bạn ơi. Đường ấy bịt rồi, làm sao mà đi xuống được. Đi bằng mắt à. Ok, 100 này anh em ơi.
và chúng ta được thêm một cái thìa vàng. Tôi cần khoảng 3 lần nữa. Thế thì phải lấy thêm coin anh em ạ. Lấy cái tôi khá thích, đang khá thích lấy cái này. Nó còn khoảng 1 cái, 2 cái này, 3 cái này, 4 cái này, 5 cái này, 6 cái này. Tức là 6 cái lúc này. Ôi chỗ này xa lắm, chỗ này chắc không lấy được. Tại vì nó xa quá. Xa quá. Đấy là xa quá. Không thể lấy được. Đây, nếu lấy thì 1k coin phải qua được cái cột mốc như thế này. Rắc rối phết nha. Rắc rối và mệt mỏi phết đấy. Không dễ chịu chút nào đâu. Ok, xem nó có cái 4 nào không. Đấy, sao có 4 này này. Sao có 4 này, có sao có 3 này. Cho rơi bớt xuống đi đã. Đấy rồi, chúng ta sẽ có một vài cái item nếu mà muốn gần nhau. Hai cái này hơi khó gần nhau anh em. Đây, nếu mà gần nhau chỉ có cái này thôi. May ra chắc là cho nổ ở trên đi rồi. Đúng rồi, nổ đi trước khi là nó đông quá anh em ạ. Cũng không được. Bây giờ ăn cái nào thì cũng sẽ nổ và sẽ rất là phí anh em. Đây, 4 này len vào giữa. Đó, đây, ok, chúng ta sẽ cho nó nổ ở trên. Cái này là hợp lý nhất rồi. Ok, chúng ta sẽ được sang một cái level mới. Hai cái này là xong cái hợp bích ở gần nhau luôn. Xem có nào 4 không. Đang quét, chúng ta đang quét một tí xíu để xem có nào 4 không đã. Đây rồi. Xoáy ốc là mình rất thích anh em ạ. Xoáy ốc kết hợp với một cái ăn hàng kiểu này thì nó rất là ngon. Vấn đề là làm sao mà ăn được cái đấy đây. Đang suy nghĩ là sẽ ăn được cái này đây. Khá khó nhỉ. Khó thật sự luôn, không dễ chút nào. Rồi thì chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào và lại anh em trong tập kế tiếp nhá. Bye bye.